giọng nó mạnh lên thì nó mới ấy được. Cây nhà lá vườn đấy. Rồi, ba trưởng ban tổ chức lễ hội của Liên Sơn nhé. Con ạ, con chào cụ ạ, con chúc cụ luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ạ.
ô đấy. Hướng ơi, thế nào đây? Anh tỉnh người ta đi, chỗ đi, chỗ khác đi.